Buồn gì fan? Trời, đang suy nghĩ về số điểm bị con mèo nuốt lần trước nè. Chương trình của DSS Club đó. Trời, vậy là không biết cái chương trình mà quét một sản phẩm được 3 quyền lợi ở trên app DSS Club rồi. Hơi ẩu rồi đó ba. Nữa hả? Quà như được trước nữa hả? Đâu có, nghe nói là tổng giải thưởng đợt này lên tới 8 tỷ lận mà có Kia Morning luôn. Nè, cho coi nè. Đâu? Đây là app DSS Club ha. Có chương trình quét app thả ga chúng ngay Kia đang được DSS tổ chức nè. Cứ một sản phẩm mà quét xong thì mình sẽ có 3 quyền lợi. Quyền lợi gì coi ha. Nó sẽ có điểm ưu đãi nè. Đặc biệt cái chương trình lần này sẽ có điểm ưu đãi. Đó, điểm ưu đãi của mình là quá trời luôn, thấy chưa? Thì mình sẽ có cái chương trình là sổ số để trúng xe Kia. Cứ 500 điểm thì sẽ có một con số từ DSS Club. Thì cứ con số đó mình sẽ dựa vào căn cứ kết quả sổ số ngày 29 tháng 6 để đổi. Thấy chưa? Đây là những con số mình có nè. Là cứ 500 điểm sẽ có một số nha. Đó, tỷ lệ trúng cao lắm á. Quét nhiều lên là được. Rồi, mình sẽ lấy cái điểm ưu đãi đó mình chơi tiếp. Đó là chơi vòng quay nhân phẩm. Chỉ cần 250 điểm sẽ đổi được một lượt quay. Và tỷ lệ trúng quà rất là cao luôn. Thấy chưa? Đâu. Có Honda Vision đồ này, thấy chưa? Xịn chưa? Nào, quay tao xem. Quay xem nha. Kinh chưa, kinh chưa? Thấy không? Được 250 điểm là bạn đã có được một lượt quay nữa rồi. Quá là dễ dàng. Mà nếu mà mình không thích chơi mấy cái trò này, mà nếu mình nghĩ là mình xui á, mình không có trúng á, mình vô một đổi quà nè. Đó, đây là cái một đổi quà ưu đãi. Cũng sẽ lấy điểm ưu đãi để đổi luôn. Đang thích cái món này nè. Đó, iPhone 13 Pro Max nha. Ghê chưa, ghê chưa? Tổng giải thưởng là tới 8 tỷ nha, có ô tô nữa. Trời, quà gì mà đảo vậy, tao phải đi quét app liền đây. Quét liền đi. Ok. Quét app thả ga, chúng ngay kia.